Tối ngày 16 tháng 1, xe container mang biển kiểm soát 51C15361 lưu thông trong làn xe hai bánh trên đường Đồng Văn Cống hướng từ đường Mai Chí Thọ về vòng xoay Mỹ Thủy. Khi qua giao lộ Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100m thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 51Z60217 do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã vào gầm xe container và bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế không dừng xe lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường đã bức xúc và dùng xe máy truy đuổi bắt giữ xe container cách hiện trường hơn 500m. Tài xế bung cửa bỏ chạy. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ công an quận 2 nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác, các phương tiện liên quan được di rời khỏi hiện trường.